Khi bạn quyết định nuôi mà không sử dụng bồ lọc thì cái chất lượng nước nó sẽ rất là mau dơ và nước nó sẽ trở nên trắng đục và có mùi tanh, thì lúc này bạn cần phải thay từ 50 đến 60% nước. Chu kỳ thay nước từ giai đoạn cá bột đến cá xanh cá đen thì tùy thuộc vào kích thước của hồ sinh sản, nhưng mình khuyên là khoảng 1 tuần một lần. Nước dùng để thay nước cho cá bạn nên dự trữ sẵn một qua trong một cái hồ nào đó và thùng nhựa hoặc là thau cũng được, và trong nước các bạn có để sẵn một ít muối thì cái nồng độ muối thích hợp cho cá bột cá con đó là từ 0,2 đến 0,3%, và mình để sủi vào trong cái hồ nước dự trữ đó để mà trung hòa nhiệt độ nước. Khi cá đến giai đoạn cá đen, có nghĩa là cá chuyển sang màu đen, thì cái sự trao đổi chất của cá sẽ tăng lên, cá sẽ thải ra phân nhiều hơn, và lúc này mình cần phải thay nước thường xuyên và sử dụng máy lọc. Trong cái giai đoạn này có rất là nhiều bạn nôn nóng là muốn cái nước nuôi cá nó phải thật là trong, nên các bạn đã sử dụng một cái chất vi sinh để mà làm cho nước trong, nhưng mà lúc này các bạn không nên sử dụng cái chất vi sinh để tạo ra nước trong, bởi vì cái chất đó nó sẽ có khả năng khiến cho cá bị chết.